Chào mừng anh chị đến với video cai xe của công ty tư vấn Trần Đình Cửu Thưa anh chị, toàn cầu hóa như vậy tất cả mọi doanh nghiệp đều có cơ hội tiếp cận cùng một thị trường Cùng một logistics, cùng một bối cảnh, cùng một nguồn khách hàng và cùng các loại thông tin Nhưng có công ty thành công và công ty không thành công Những công ty thành công là những công ty đã tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh Vậy thưa quý vị, cái lợi thế cạnh tranh của anh chị nó xuất phát từ đâu? chứ các bạn, lợi thế cạnh tranh của chúng ta nó đều xuất phát từ một điểm thôi các bạn, đó là ở ngay bên trong đầu của chúng ta. Tức là tôi và anh chị chúng ta hãy phân tích hiểu rất rõ cái bối cảnh kinh doanh của mình để từ đó chúng ta nhìn ra các vấn đề và đưa ra các cái quyết định tạo lợi thế cạnh tranh để chúng ta giành chiến thắng. Vậy chúng ta làm như thế nào? À, chúng ta hãy nhìn vào bối cảnh kinh doanh hiện nay của mình, bối cảnh cạnh tranh của mình, chúng ta phân tích kỹ thứ nhất À, có 7 yếu tố sau đây các bạn. Yếu tố thứ nhất đó là cái vai trò lãnh đạo của chúng ta mạnh yếu ở chỗ nào. Yếu tố thứ hai là vấn đề hoạch định chiến lược, ưu nhược điểm ra làm sao. Và yếu tố thứ ba là hiểu biết khách hàng và thị trường, chúng ta có hiểu rõ hay không? Chúng ta đã thấu đáo được các khách hàng và thị trường hay chưa? Và yếu tố thứ tư, chúng ta có biết cách là quản lý và đo lường giám sát trong quản lý thông tin hay không. Và yếu tố thứ năm chúng ta phát triển nguồn lợi lực như thế nào, nhân lực của chúng ta mạnh yếu ra làm sao. Và yếu tố thứ sáu là chúng ta điều hành vận hành của công ty qua các cái công đoạn từ thiết kế, bán hàng, marketing, sản xuất, từ theo dõi công nợ, chăm sóc khách hàng, vân vân. Vậy thì có những cái điều gì chúng ta cần phải thay đổi những điều những điểm mạnh. Và yếu tố thứ bảy đó là kết quả. Đó là kết quả của công ty chúng ta có từ 6 yếu tố phía bên trên qua cái phân tích bối cảnh đó chúng ta mới hiểu rõ được điều gì chúng ta mạnh thì chúng ta sẽ nhân rộng cái sự thành công đó và điều gì chúng ta yếu thì chúng ta cần phải thay đổi phải cai riêng phải cải tiến ngay lập tức tất cả những vấn đề đó để chúng ta tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh để chúng ta giành chiến thắng các bạn nhé. Và thưa các bạn, cái tiêu chuẩn, cái hệ thống mô hình Mancon rích của Mỹ á, nó đề cập đầy đủ 7 cái yếu tố đó các bạn. Do đó tôi kêu gọi các bạn hãy áp dụng những cái tinh hoa của cái mô hình Mancon rích của Mỹ. Đấy, và để áp dụng cho tốt, tôi thân tặng cho chị một cái chương trình rất đặc biệt, hoàn toàn là miễn phí, nhằm trao cho giá trị các bạn. Chúng ta cái chương trình đó sẽ kéo dài là 12 tuần học qua Zoom, bắt đầu vào ngày mai thứ năm 23 tháng 6 các bạn nhé để chúng ta nghiên cứu những cái tinh hoa của cái bảy tiêu chí trong cái mô hình Mancon Bonric. Vậy thì chương trình này dành cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ đã, đã có tuổi đời trên 5 năm. Tức là anh chị đã có những cái kinh nghiệm sương máu, anh chị cũng đã giải quyết được một số các vấn đề tình huống nhưng anh chị chưa biết cách áp dụng cái hệ thống để nhân rộng những yếu tố thành công cũng như anh chị chưa biết cách áp dụng cái hệ thống để cải tiến thay đổi những cái điều yếu của mình để tạo ra một cái hệ thống duy trì được những lợi thế cạnh tranh của mình. Vậy anh chị hãy nhanh tay đăng ký theo đường link kèm theo và anh chị cũng hãy giới thiệu chương trình Mancon Bonrich 12 tuần này cho bạn bè thân quen của mình để chúng ta cùng nhau cùng nhau chia sẻ, áp dụng để tạo ra cái sự thành công và phát triển. Xin chân thành cảm ơn quý vị.